Liệu có kết hợp được BHA và niacinamide trong routine skincare được không? Những bước skincare cơ bản như làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng đôi khi là chưa đủ để bạn sở hữu một làn da láng mịn và tươi trẻ như mong muốn. Chính vì vậy, bên cạnh những sản phẩm chăm sóc da thông thường, các thành phần đặc trị như BHA, AHA, retinol, niacinamide cũng dần được các tín đồ skincare ngó ngàng và tìm đến. Dẫu vậy, ngay cả khi đã sử dụng dung dịch tẩy tế bào chết thần thánh BHA vào quy trình chăm sóc da hàng ngày, nhiều nàng vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Đây chính là lý do cho sự ra đời của nhiều công thức kết hợp khác nhau, dùng chung BHA với niacinamide là một trong số đó. Liệu có kết hợp được BHA và niacinamide trong routine skincare được không? Câu trả lời dành cho bạn là được. Tất nhiên, niacinamide cộng BHA là một công thức tương đối mạnh nên vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây kích ứng. Thế nhưng, nếu sở hữu làn da không quá nhạy cảm và đã tìm được sản phẩm BHA lẫn niacinamide phù hợp với làn da của mình, bạn hoàn toàn có thể dùng chung niacinamide với BHA trong cùng một routine. BHA có độ pH khoảng từ 3 đến 4, niacinamide có độ pH trong khoảng 5 đến 6. Việc sử dụng niacinamide có thể làm tăng độ pH của BHA. Điều này khiến nhiều người lo lắng rằng niacinamide khiến hiệu quả từ BHA bị suy giảm. Dẫu vậy, các nghiên cứu cho thấy việc apply niacinamide chỉ làm tăng độ pH của BHA ở mức rất nhẹ, không đáng kể và không hề làm giảm tác dụng của hoạt chất tẩy tế bào chết thần thánh này. Niacinamide dùng chung BHA mang đến những lợi ích nào? BHA và niacinamide được coi là một bộ đôi hoàn hảo, bởi BHA mang đến cho bạn tác dụng tẩy tế bào chết và hỗ trợ tái tạo tế bào. Trong khi đó, công dụng nổi bật nhất của niacinamide lại là khôi phục cấu trúc da. Do vậy, khi dùng BHA để da được loại bỏ lớp bụi bẩn, dầu thừa và phần tế bào già cỗi, việc hấp thu những dưỡng chất chăm sóc chuyên sâu như niacinamide luôn được tạo điều kiện thuận lợi. Từ đó, niacinamide có thể phát huy tối đa công dụng của mình để da bạn thêm đàn hồi, mịn màng và săn chắc. Không chỉ vậy, BHA kết hợp với niacinamide còn được coi là màn kết hợp thần thánh trong việc hỗ trợ điều trị mụn và thu nhỏ lỗ chân lông, tình trạng vốn rất khó để cải thiện với các sản phẩm skincare thông thường. Kết hợp BHA với niacinamide như thế nào để vừa an toàn, vừa hiệu quả? Việc kết hợp các sản phẩm dưỡng da luôn tuân theo quy tắc lỏng trước, đặc sau. Độ pH thấp trước, pH cao sau. BHA thường ở dạng nước hoặc dầu, độ pH trong khoảng 3 đến 4. Tương tự, niacinamide thuộc dạng nước, độ pH cao hơn khi nằm trong khoảng 5 đến 6. Vì thế, khi kết hợp hai thành phần này, bạn nên apply BHA trước, chờ khoảng 20 đến 30 phút rồi mới thoa niacinamide. Hoặc để an toàn hơn, bạn cũng có thể dùng BHA và niacinamide cách ngày. BHA vào ngày chẵn, niacinamide vào ngày lẻ. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh chúng mình nhé.